Kính chào quý cô bác anh chị cử tri. Thưa quý cô bác anh chị cử tri, tất bật đón trẻ từ sáng sớm và trả trẻ vào chiều muộn. Một ngày làm việc của các cô giáo mầm non thường kéo dài từ 9 đến 10 tiếng với nhiều vai khác nhau, vừa là cô giáo, vừa là người mẹ. Áp lực công việc thì lớn, trong khi mức thu nhập trung bình chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Đa phần giáo viên mầm non đều gặp khó khăn do thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Do đó, việc quan tâm tăng phụ cấp, lương và những chính sách đặc thù ưu tiên cho giáo viên mầm non sẽ là biện pháp hữu hiệu để bảo toàn nguồn nhân lực cho ngành giáo dục tỉnh nhà. Làm việc từ sáng sớm đến tối, những cô giáo mầm non lặng lẽ chăm con người như con mình để các bậc phụ huynh yên tâm lao động sản xuất. Cái nghề chơi với trẻ tưởng nhàn nhã mà nhiều nhọc nhằn không kém những ngành nghề đặc thù khác. Thời gian tôi đi làm là từ khoảng 6 rưỡi sáng là đến đón trẻ và trả trẻ lúc khoảng 4 giờ chiều. Nhưng mà thường thì phụ huynh rước trẻ cho nên tới khoảng 5 đến 6 giờ tôi mới được về. Một ngày làm việc của chúng tôi có thể là hơn 10 tiếng đồng hồ. Tối đến là về phải soạn giáo án nè, rồi làm hồ sơ sổ sách, rồi không có thời gian để chăm sóc cho các con và gia đình của mình. Ngoài ra thì cái công việc của giáo viên mầm non rất là áp lực về từ phía phụ huynh. Ở nhà thì thường là chăm khoảng 1-2 bé là cảm thấy là rất là mệt mỏi rồi. Nhưng mà ở đây thì hai cô và chăm sóc hơn 20 bé nên cái việc mà đảm bảo an toàn cho trẻ là một sự rất là khó khăn. Lịch trình một ngày làm việc của mỗi giáo viên mầm non thường bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng tới 17 giờ chiều hoặc hơn. Sáng tới trường, các cô sẽ vệ sinh lớp học, chuẩn bị môi trường học, chuẩn bị đón trẻ. Sau đó tổ chức các hoạt động cho trẻ tham gia học tập, vui chơi, cho trẻ ăn, thay đồ cho trẻ. Từ 11 giờ đến 12 giờ, trẻ thay đồ, xếp nệm ra để chuẩn bị ngủ trưa. Khi trẻ đã ngủ ngon, các cô giáo mỗi người mỗi việc. Người trực giấc ngủ của trẻ, người tranh thủ làm các giấy tờ, dụng cụ học tập cho trẻ, chuẩn bị giáo án. Dù công việc vất vả là vậy, nhưng chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non hiện nay còn khá thấp. Từ cái ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì mức lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng. Thì đó là cái niềm vui vỡ òa đối với giáo viên, mà nhất là giáo viên mầm non của chúng tôi. Thì được cái sự mà quan tâm của nhà nước thì chúng tôi cảm thấy là rất là vui mừng và phấn khởi. Thì cái tiền lương tăng lên thì đã phần nào là giúp cho giáo viên mầm non trang trải được cái cuộc sống cũng như là an tâm công tác hơn. Tuy nhiên đối với lại tiền lương của giáo viên trẻ mới ra trường thì vẫn còn khá thấp, thì chỉ là hơn 6 triệu đồng thôi. Thì với cái mức lương này thì giáo viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nghề giáo viên mầm non rất vất vả, nhưng lại chưa có nhiều chính sách quan tâm, ưu ái đúng mức. Cũng bởi vậy, hiện nay tỷ lệ các bạn trẻ đến với ngành giáo dục mầm non không nhiều. Số lượng sinh viên từ các trường đại học cao đẳng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của các trường mầm non. Trong khi đó, nhiều sinh viên ngành sư phạm mầm non sau khi ra trường cũng không làm đúng nghề mà chuyển sang những ngành khác, hay có xu hướng vào các trường ngoài công lập để nhận mức đãi ngộ tốt hơn. Bởi vậy, các trường mầm non công lập ngày càng khó khăn trong công tác tuyển dụng giáo viên. Lương giáo viên mầm non là thấp cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến là các bạn ít có đến với ngành. Cái nguyên nhân thứ hai mà mình thấy là trong cái hoạt động của giáo viên mầm non á, thì cái thời gian mà làm việc thực tế rất là nhiều. Thay vì là mỗi một cán bộ công chức là làm việc 8 tiếng trên một ngày, thì viên giáo viên mầm non họ phải đi sớm và họ phải về trễ so với các bậc học khác. Như vậy thì nếu tính ra cái thời gian giáo viên mà làm việc thì cũng phải trên dưới là 9 tiếng trên một ngày. Do cái thời gian như vậy, đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến là các bạn sinh viên cũng không có chọn những cái ngành nghề để mà đi học. Thực tế hiện nay, lương khởi điểm của giáo viên mầm non thấp nhất so với cấp học khác do tương ứng với chuẩn trình độ đào tạo thấp. Giáo viên mới vào nghề thì lương bình quân là 6 triệu đồng một tháng, trong khi một người lao động phổ thông bình thường làm việc tại các khu công nghiệp
cũng có mức thu nhập cao hơn như vậy. Đó là thực trạng khiến nhiều người không muốn theo nghề, thậm chí nhiều giáo viên mầm non dù đã có thâm niên giảng dạy lâu năm vẫn nghỉ việc. Trước kia là có cái chế độ thu hút đối với giáo viên mà công tác vùng biên giới thì cũng thu hút được rất là nhiều bạn giáo viên. Nhưng khi mà cái chế độ mà thu hút mà bị cắt giảm thì giáo viên hiện tại là giáo viên tới công tác ở trường đã công tác được 2-3 năm rồi vẫn xin bỏ nghề. Năm học 2023-2024 thì toàn tỉnh là có 164 giáo viên là nghỉ việc ở các cấp học. Thì trong đó, đó là có là 22 giáo viên là mầm non, 63 giáo viên tiểu học và 54 giáo viên trung học cơ sở và 28 giáo viên trung học phổ thông. Như vậy thì tình trạng thiếu giáo viên nghỉ việc thì xảy ra ở các cái xã của các cái vùng sâu vùng xa thì thường là giáo viên mầm non thiếu cũng khá nhiều. Theo cái số liệu thống kê toàn ngành giáo dục thì hiện nay là thiếu giáo viên là 872 giáo viên. Trong 872 giáo viên mà còn thiếu nè thì mầm non là thiếu 368. Trước tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở bậc học mầm non như hiện nay, để đảm bảo cho công tác giảng dạy, một số trường, hiệu trưởng, hiệu phó phải thay nhau đứng lớp. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên phải dạy liên trường. Thực tế thì ở trường của mình thì tình trạng mà thiếu giáo viên thì cũng đã nhiều năm nay rồi, thì càng ngày càng nhiều hơn. Đến hiện tại thì trường đang thiếu là 5 giáo viên. Với thực trạng như vậy thì nó thật sự là phòng giáo dục cũng thông báo và nhà trường cũng thông báo là cần để mà tuyển giáo viên, nhưng mà cái đầu ra của giáo viên mầm non nó ít quá, không có, cho nên là trường của mình vẫn còn thiếu giáo viên. Thì khi mà thiếu giáo viên như vậy thì ban giám hiệu nhà trường cũng thay phiên nhau để đứng lớp. Khi mà có giáo viên nghỉ ốm hoặc là con nhỏ bệnh hoạn này kia. Hiện tại là đơn vị trường là đang thiếu 3 giáo viên, nhưng mà các đơn vị khác người ta còn thiếu còn nhiều hơn. Thì với cái tinh thần mà hỗ trợ về công tác chuyên môn thì nhà trường hàng năm vẫn điều 2 giáo viên lên hỗ trợ trên Tân Khai, thì cái khoảng đường đi cả về là nó sẽ là gần hơn 50 cây số. Thưa bà con cử tri và quý vị xem đài thân mến, hiện nay giáo dục mầm non được coi là bậc học còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng những chính sách đặc thù đối với giáo viên mầm non hiện cũng là vấn đề được tỉnh hết sức quan tâm. Cũng giống như các bậc học khác, hiện nay giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được chuyển xếp lương, phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thừa giờ theo quy định. Ngoài ra, đối với các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức bán trú, được trả tiền công tổ chức ăn sáng và trông giữ trẻ ngủ trưa theo Nghị quyết số 12 ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đối với giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mức lương được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và được ký hợp đồng lao động hàng năm, đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định như tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Hiện tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Trong đó cũng thực hiện chi hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp. Từ năm học 2021-2022, đến nay đã có 61 giáo viên được hưởng chính sách này với mức hỗ trợ là 800.000 đồng một giáo viên một tháng. Nhằm quan tâm tới đối tượng giáo viên mầm non, hiện nay tỉnh đang tiếp tục xây dựng nghị quyết, quy định chính sách thu hút và hỗ trợ giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2030. Hiện nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho tham mưu cái nghị quyết là quy định chính sách hỗ trợ đào tạo rồi thu hút hàng tháng đối với là giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên cái địa bàn tỉnh ở giai đoạn 24-30. Và nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ trình vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vào tháng 12 của năm 2024. Đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách thu hút và hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2030 hiện đang được xây dựng.
tỉnh dự kiến sẽ có nhiều ưu đãi dành cho giáo viên. Trong đó, tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ hàng tháng đối với giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo khu vực công tác. Xã biên giới được hỗ trợ 2 triệu đồng một người, các xã phường thị trấn được hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Hỗ trợ hàng tháng đối với giáo viên làm công tác quản lý giáo dục theo khu vực công tác. Xã biên giới được hỗ trợ 1,2 triệu đồng một người, các xã phường thị trấn 1 triệu đồng một người. Ngoài ra, trong dự thảo nghị quyết cũng đưa ra một số chính sách thu hút giáo viên mới tuyển dụng lần đầu. Ngoài chính sách hỗ trợ chung cho giáo viên mầm non, được hỗ trợ một lần theo khu vực công tác. Cụ thể, hỗ trợ 50 triệu đồng một người đối với giáo viên trúng tuyển công tác tại các trường mầm non công lập thuộc xã biên giới. Hỗ trợ 30 triệu đồng một người đối với giáo viên trúng tuyển công tác tại các trường mầm non công lập thuộc xã phường thị trấn còn lại. Em rất là mong muốn là nhà nước mình có những cái chính sách để hỗ trợ cho giáo viên. Vừa rồi em rất là vui mừng khi mà nghe được Hội đồng Nhân dân tỉnh có dự thảo về ban hành nghị quyết để hỗ trợ về chính sách quy định thu hút và hỗ trợ cho giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn 2024 và 2030. Bản thân em thật sự là một giáo viên là có mức thu nhập rất thấp, cho nên em cũng mong muốn là dự thảo này sẽ được ban hành và sẽ sớm đưa vào thực hiện, bởi vì không chỉ riêng bản thân em mà đây còn là nỗi lòng của tất cả các cô giáo, bởi vì chúng em sẽ có thêm được một khoản thu nhập để mà chăm lo cho cuộc sống được đảm bảo hơn. Để mình giải quyết được cái khó khăn hiện tại là thiếu giáo viên mầm non của tỉnh nhà, thì theo mình đầu tiên là ban lãnh đạo các cấp phải có thực hiện thật nhiều chính sách ưu đãi đối với giáo viên mầm non. Ví dụ như là hiện tại thì mình có thể là bổ sung thêm chế độ chính sách tại tỉnh mình là hỗ trợ thêm tiền trên một tháng để giáo viên có thể là an tâm hơn trong công tác, các cô có thể là bám trụ được với nghề. Ngoài những chính sách đặc thù đang được tỉnh xây dựng, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang soạn thảo luật nhà giáo. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xếp giáo viên mầm non là công việc nặng nhọc và có thể nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi. Dự thảo luật nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo có 9 chương, 71 điều, gồm những quy định chung, hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, chức danh, chuẩn nhà giáo và chứng chỉ hành nghề và điều khoản thi hành. Về chính sách tiền lương đối với nhà giáo, dự thảo luật nhà giáo đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Đặc biệt, trên cơ sở đối chiếu phân tích đặc điểm công việc của nhà giáo mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Khi thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, giáo viên mầm non sẽ được hưởng quyền lợi như phụ cấp nghề nặng nhọc, tuổi nghỉ hưu được thấp hơn. Về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo, dự thảo luật nhà giáo quy định giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi và được hưởng các chế độ nghỉ hưu theo quy định. Dự thảo luật nhà giáo vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự kiến, dự luật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, hoàn thiện và dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Công việc đặc thù của giáo viên mầm non làm việc cả ngày. Rồi một ngày là giáo viên phải tổ chức rất là nhiều các hoạt động như là múa, hát, rồi dạy thể dục, rồi tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh. Ý là luôn chân luôn tay là luôn một ngày là rất là nhiều các cái hoạt động. Mà thì giáo viên cần phải có sức khỏe tốt và cái phản xạ nhanh nhẹn. Nếu mà giáo viên nếu mà lớn tuổi thì cái sức sáng tạo rồi sức khỏe cũng hạn chế. Nhiều khi cũng là không có đủ cái sức nhanh nhẹn mà để ý là tổ chức các cái hoạt động đảm bảo chất lượng và nhất là cái để đảm bảo cái an toàn cho trẻ. Nên là rất mong các cấp lãnh đạo cũng như các ban ngành có liên quan thì xem xét và đưa xếp giáo viên mầm non vào cái ngành nghề nặng nhọc độc hại để cho giáo viên được về hưu sớm. Do cái sức lao động của người phụ nữ cũng có giới hạn, rồi cái công việc là gần như là tổng hợp, cho nên là theo bản thân tôi đứng ở góc độ quản lý ngành, tôi thấy rằng là đối với giáo viên mầm non ở độ tuổi 55 nghỉ hưu là phù hợp. Có thể khẳng định mầm non là bậc học đầu tiên có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi học sinh. Do đó, quan tâm đầu tư cho bậc học này, trong đó có đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chỉ khi cuộc sống được đảm bảo, giáo viên bậc học này mới yên tâm công tác.
Thưa bà con cử tri và quý vị xem đài thân mến, với những vất vả các cô giáo mầm non đã và đang trải qua để giúp cho các giáo viên mầm non đã chọn nghề thêm vững tin bám nghề, rõ ràng rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ từ các cấp các ngành, có những chính sách ưu tiên nhằm tạo động lực để các giáo viên thêm yêu nghề, luôn tận tâm cống hiến cho công việc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Và thưa quý cô bác anh chị cử tri, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiếng Nói Cử Tri tuần này do Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện cũng đã hết. Thân mến, chào tạm biệt.